14 chữ quý báu nhất đời người Người thông minh nhất định phải nhớ Chúng ta có lúc cảm thấy bối rối Làm thế nào để đối nhân xử thế Trong cuộc sống vội vã này Và dưới đây là 7 tiêu vựng triết lý Kinh điển tu thân trường tính Chỉ 14 chữ Nhưng cả đời học cũng không hết Xin lỗi Nho gia giảng Kẻ biết mình thì không oán người hay bậc quân tử trách bản thân, kẻ tiểu nhân trách người khác. Học được xin lỗi là đã đạt được tầng thứ cao của người quân tử rồi. Bất cứ việc gì, trước tiên hãy tìm nguyên nhân từ bản thân mình, chứ không lấy người khác làm lý do. Xin lỗi vì lỗi lầm của người khác không chỉ là một cảnh giới tinh thần, còn là một cảnh giới nhân sinh. Phật gia giảng, Phật tại tâm, tu Phật chính là tu cái tâm của mình. Trước lỗi lầm của người khác, tự soi bản thân mình xem có khởi cái tâm bực tức oán trách hay hỉ hay không thấy tâm mình còn bất thiện không sẽ tìm ra điểm tu chưa tốt nên xin lỗi vậy cứ như vậy không ngừng hoàn thiện mình sẽ đạt dần đến cảnh giới của bậc giác giả chuyên nhất trong cuộc sống bất kể là tình yêu hay công việc cần phải có đức tính chuyên nhất không cho phép bất kỳ cặn bã nào lẫn trở vào đó Tất cả mọi việc chuyên nhất mới là bức tranh đẹp nhất, là mỹ tựu thơm ngon nhất chốn nhân gian. Chúng ta đôi khi đứng núi này, trong núi nọ, bắt cả hai tay, rút cuộc sôi hỏng bỗng không. Khi chuyên tâm, toàn tâm toàn ý vào một việc, chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhất, nhanh nhất, lúc đó lại có thể bắt đầu việc khác. Chuyên nhất là cách làm thông minh nhất, hiệu quả cao nhất. Tối giản Vạn thế dài dằng dặc cái gì là đẹp nhất? sự vật hiện tượng biến đổi khôn lường chỉ hiển hiện ra cái kỳ lạ trong chớp mắt nhưng cái đẹp của sự tối giản vạn cổ chẳng suy chuyển thượng thiện nhược thủy cái thiền cao nhất như nước gương mặt tràn trề ánh sáng ấm áp trong lòng thuần tịnh là cảnh giới cao nhất của nhân sinh đại đạo chí giản chí dị đại đạo đơn giản nhất dung dị nhất chúng ta do không nắm được đại đạo tức là đường lớn cứ đi theo các con đường nhỏ ngõ hẹp nên thường phức tạp hóa rườm rà hóa vấn đề cũng bởi vậy mà tự mình trói buộc tư tưởng bằng tri thức phức tạp lại cứ lầm tưởng là cao siêu lắm khí chất không cứ có địa vị là có khí chất khí chất là cái áo của tấm lòng khi nội tâm thường thiện, tu tâm thủ đức thì biểu hiện ra ngoài vẻ trang trọng. Người xưa nói đức cao vọng trọng là như vậy. Cuốn hút không được xây dựng bằng tiền tài mà là nhờ bản thân nội tài của hàm dưỡng. Người có hàm dưỡng luôn giữ được cái tâm bình lặng trước mọi sóng gió cuộc đời. Có sức hút đối với mọi người, họ tự như bến cảng an toàn cho tàu thuyền neo đậu tránh dông bão cuộc đời. Điềm đạm Điềm đạm không phải là vẻ bề ngoài giả tạo mà ra, mà là sự thể hiện của khí chất. Người điềm đạm như đầm nước tỉnh, chẳng điều gì làm cho nổi sống, chẳng việc gì động đến cái tâm họ được. Phải trải qua khổ công mà luyện tâm tính giữa dòng đời ô trọc rất lâu dài mới có thể đạt đến được. Và đây cũng là cảnh giới của bậc đắc đạo. Tha thứ Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh, nhạn quá hàng đàm, Nhạc khứ nhi đàm vô lưu ảnh chỉ cố quân tử sự lai nhi tâm thể hiện sự khứ nhi tâm tùy không gió qua lây trúc gió đi rồi nhưng không lưu luyến âm thanh nhạn lướt mặt hồ nhạn đi rồi mà không nắm bắt hình ảnh người quân tử cũng vậy việc xảy ra tâm mới tiếp xử việc qua rồi tâm lại thảnh thơi trích từ thái căn đàm tác giả hồng tự thành Tha thứ cho người khác thì khoáng đạt, tha thứ cho bản thân thì nhẹ lòng. Có lúc chúng ta muốn tha thứ một người, nhưng không phải thực sự mong muốn tha thứ người đó, mà là không muốn bị mất đi người đó. Sự va vấp giữa người với người là khó tránh khỏi. Người rộng lượng bao dung, biết buông bỏ thì mới biết tha thứ, mới giữ được lòng luôn thảnh thơi. 14 điều trên tuy đơn giản nhưng có lẽ với chúng ta học và vận dụng cả đời cũng không hết đối với một số điều bạn phải bỏ ra rất nhiều như công sức chất xám thời gian và đôi khi là phải trả qua đau khổ mệt mỏi thất vọng để lĩnh hội đến lúc ấy bạn sẽ thấy mình muốn trưởng thành cần phải học rất nhiều điều từ cuộc sống cuộc sống xung quanh ta đều thay đổi mỗi ngày tạo hóa ban cho tất cả các sinh mệnh đều có giá trị riêng chỉ là bạn chưa biết đến giá trị trực của nó nên bỏ qua hãy quan sát mọi thứ xung quanh và học hỏi từ những thứ nhỏ nhặt nhất cuộc sống chính là người thầy giỏi nhất cho tất cả chúng ta. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, chân điểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ.